Chúng ta sẽ học luyện từ vào câu tuần 24, tiết 1. Mở rộng vốn từ, trật tự an ninh. Bài 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ an ninh? A. Là yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại. B. Yên ổn hẳn về chính trị và trật tự xã hội. C. Không có chiến tranh và thiên tai. Ở đây chúng ta sẽ chọn ý B. An ninh chính là yên ổn hẳn về chính trị và trật tự xã hội. Yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại, chính là an toàn. Không có chiến tranh và thiên tai thì chúng ta cứ gọi nó là bình yên. An ninh, an có nghĩa là yên, yên ổn. Ninh là bình yên. Vậy an ninh chính là yên ổn hẳn về chính trị và trật tự xã hội. Bài số 2. Tìm và ghi lại những danh từ và động từ có thể kết hợp với từ an ninh. Danh từ kết hợp với an ninh, động từ kết hợp với an ninh. Chúng ta sẽ xếp ra thành hai cột này. Một cột là danh từ kết hợp với an ninh, một cột là động từ kết hợp với an ninh. Vậy ta sẽ có các danh từ kết hợp với an ninh, ví dụ lực lượng an ninh. Động từ kết hợp với an ninh, đó là bảo vệ an ninh. Ở đây, động từ bảo vệ là động từ, đúng không? Đây, lực lượng là danh từ. Đấy, chúng ta sẽ có. Ví dụ, các danh từ kết hợp với an ninh. Cơ quan an ninh, sĩ quan an ninh, chiến sĩ an ninh, xã hội an ninh, an ninh chính trị, an ninh tổ quốc, giải pháp an ninh. Động từ kết hợp với an ninh. Ví dụ, ở đây ta có giữ gìn an ninh, giữ vững an ninh, củng cố an ninh, quấy rối an ninh, thiết lập an ninh, bảo mật an ninh. Chúng ta quan sát một số hình ảnh là đây là đồn biên phòng. Đây chính là cơ quan an ninh. Đây là cơ quan an ninh. Tòa án là cơ quan an ninh. Và những người làm ở đây là lực lượng an ninh. Chúng ta thấy đây là cảnh gì? Là cảnh sát, công an. Đây là các chiến sĩ công an, hay chúng ta còn gọi là chiến sĩ an ninh. Đây là các chiến sĩ, sĩ quan, quân đội. Người ta cũng gọi là chiến sĩ an ninh. Và các cơ quan công an, cơ quan quân đội người ta gọi là cơ quan an ninh. Bài số 3. Hãy xếp các từ ngữ sau đây vào nhóm thích hợp: công an, đồn biên phòng, tòa án xét xử, bảo mật, cảnh giác, cơ quan an ninh, giữ bí mật thẩm phán. Cái gì? Chưa, thôi nhá, đang nào. A. Chỉ người, cơ quan, tổ chức thực hiện công việc bảo vệ trật tự an ninh. B. Chỉ hoạt động bảo vệ trật tự an ninh hoặc yêu cầu của việc bảo vệ trật tự an ninh. Chúng ta sẽ xếp các từ ở trên này, đấy, ở hai dòng trên này, vào hai cái nhóm này. Thứ nhất là chỉ người, cơ quan, tổ chức, đúng không? Thực hiện cái việc bảo vệ trật tự an ninh. Thứ hai là các từ chỉ hoạt động bảo vệ trật tự an ninh. Vậy thì ý A này chính là các danh từ, đúng không? Các danh từ nhé. Chỉ người, chỉ cơ quan, chỉ tổ chức, đó là chính là các danh từ. Và B là chỉ hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự, đó chính là các từ đấy. Chúng ta hiểu là như vậy. Và chúng ta sẽ có những từ ngữ chỉ cơ quan thực hiện công việc
bảo vệ trật tự an ninh, đó là các từ sau: công an, đồn biên phòng, tòa án, cơ quan an ninh, thẩm phán. Những cái từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ trật tự an ninh hoặc yêu cầu của việc bảo vệ trật tự an ninh. Ví dụ, ở đây chúng ta có các từ xét xử, từ bảo mật, từ cảnh giác, từ giữ bí mật, dẫn lòng người. Ở đây câu ghép này, hai vế của câu ghép này được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ tuy nhưng. Tuy nhiên. Tìm cặp quan hệ từ trong những câu ghép sau. 1. Tuy lưng hơi còng, bà tôi đi lại vẫn nhanh nhẹn. Tôi thấy ở đây có hai vế, vế thứ nhất là tuy lưng và còng, vế thứ hai là bà tôi đi lại vẫn nhanh nhẹn, đúng không? Vậy thế thứ nhất, ở đây chủ ngữ là lưng, hơi còng là vị ngữ. Vế thứ hai, bà tôi là chủ ngữ, đi lại vẫn nhanh nhẹn là vị ngữ. Và đây, từ tuy là từ quan hệ từ. Đó. Vế thứ hai, bài câu 2. Nhà Lan nghèo nhưng bạn ấy lại học rất giỏi. Tôi thấy nhà Lan nghèo là một vế. Bạn ấy lại học rất giỏi là vế thứ hai. Vế thứ nhất, nhà Lan là chủ ngữ, nghèo là vế ngữ. Vế thứ hai, bạn ấy là chủ ngữ, lại học rất giỏi là vế ngữ. Từ nhưng là từ chỉ quan hệ. Vậy là quan hệ từ nối hai cái vế này với nhau. Câu 3. Mặc dù đêm đã rất khuya, nhưng thầy vẫn miệt mài bên trang giáo án. Cho thấy ở đây có từ mặc dù và từ nhưng là một cặp quan hệ từ để nối câu ghép này, nối hai vế câu ghép với nhau. Ta thấy câu ghép này có hai vế. Vế thứ nhất, đêm đã rất khuya. Đêm là chủ ngữ, đã rất khuya là vế ngữ. Vế thứ hai, thầy vẫn miệt mài bên trang giáo án. Ở đây thầy là chủ ngữ, vẫn miệt mài bên trang giáo án là vế ngữ. Qua các câu ghép ở trên, chúng ta thấy ý giữa vế 1 và vế 2 trong mỗi câu có quan hệ như thế nào với nhau. Lưng bà còng nhưng vẫn đi lại nhanh nhẹn. Nhà Lan nghèo nhưng lại học giỏi. Đêm khuya nhưng mà thầy vẫn miệt mài bên trang giáo án. Chúng ta thấy là ý nghĩa của nó như nào? Gần như là đối ngược với nhau, đúng không? Nó là tương phản với nhau. Như vậy ở đây chúng ta thấy là các vế câu, các ý nghĩa của hai vế ở trong các câu ghép này nó có ý nghĩa tương phản với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tìm thêm những câu ghép có quan hệ tương phản. Ví dụ, chúng ta có những câu như này. Câu thứ nhất là mặc dù trời mưa rét, nhưng Lan vẫn đến trường đúng giờ. Ở đây, trời mưa rét là một vế, đúng không? Mặc dù trời mưa rét là một vế đấy, đúng không? Nhưng Lan vẫn đến trường đúng giờ là vế thứ hai. Thì ở đây mặc dù, nhưng là cặp quan hệ từ. Trời là chủ ngữ, mưa rét là vế ngữ. Lan là chủ ngữ, vẫn đến trường là vế ngữ. Câu thứ hai, con đường phía trước đầy chông gai, nhưng tôi vẫn cố gắng tiến lên. Ở đây chúng ta thấy quan hệ từ là từ nhưng. Và vế thứ nhất là con đường phía trước đầy chông gai. Trong đó con đường là chủ ngữ, phía trước đầy chông gai là vị ngữ. Vế thứ hai, tôi vẫn cố gắng tiến lên. Tôi là chủ ngữ, vẫn cố gắng tiến lên là vị ngữ. Chúng ta sẽ có ghi nhớ. Để thể hiện mối quan hệ tương phản giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng một quan hệ từ. Tuy, dù, mặc dù, nhưng. Hoặc một cặp quan hệ từ. Tuy nhưng, mặc dù nhưng, vân vân. Phần luyện tập bài 1. Phân tích cấu tạo của các câu ghép sau bằng cách thực hiện các yêu cầu bên dưới.
chúng ta sẽ phân tích cấu tạo của các câu ghép. Chúng ta sẽ gạch chân một gạch ở dưới chủ ngữ, gạch chân hai gạch dưới vị ngữ và khoanh tròn vào quan hệ từ. Từ chỉ quan hệ từ ở đây. Ở đây IA chúng ta có: mặc dù giặc Tây hung tàn nhưng chúng không thể ngăn cản các cháu học tập, vui chơi, đoàn kết, tiến bộ. Ta thấy ở đây, mặc dù nhưng là một cặp từ chỉ quan hệ. Giặc Tây hung tàn là về thứ nhất. Giặc Tây hung tàn, thì trong đó giặc Tây là chủ ngữ, hung tàn là vị ngữ. Chúng không thể ngăn cản các cháu học tập, vui chơi, đoàn kết, tiến bộ. Chúng ở đây là chủ ngữ, không thể ngăn cản các cháu học tập, vui chơi, đoàn kết, tiến bộ là vị ngữ. Ý B: tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân vẫn đến bên bờ sông Lương. Chúng ta thấy ở đây có hai vế. Vế thứ nhất là tuy rét vẫn kéo dài. Vế thứ hai là mùa xuân vẫn đến bên bờ sông Lương. Ta thấy từ tuy đây chính là từ chỉ là quan hệ từ đấy. Rét vẫn kéo dài là vế thứ nhất. Trong đó rét là chủ ngữ, vẫn kéo dài là vị ngữ. Gì đây? Không biết đằng tí nữa nhé, đang làm việc nhé. Mùa xuân vẫn đến bên bờ sông Lương, thì mùa xuân là chủ ngữ, vẫn đến bên bờ sông Lương là vị ngữ. Đấy, ta sẽ phân tích cấu tạo nó ra, phân tích chủ ngữ vị ngữ này và ngăn cách giữa chủ ngữ và vị ngữ bằng cái dấu gạch chéo này. Chủ ngữ ta gạch một gạch, vị ngữ ta gạch hai gạch bên dưới và ta khoanh tròn vào quan hệ từ. Bài 2: thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản. A: tuy hạn hán kéo dài chấm chấm chấm. B: chấm 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 nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng. Tuy hạn hán kéo dài, ở đây chúng ta có quan hệ từ tuy, đúng không? Hạn hán kéo dài là một vế rồi. Bây giờ ta phải thêm một vế nữa. Nó sẽ tương phản với hạn hán kéo dài thì sẽ như thế nào? Đúng không? Nhưng, đúng không? Ở đây ta sẽ dùng cái cặp từ tuy nhưng. Vậy thì ta sẽ nhưng cái gì đó, đúng không? Vậy thì ta sẽ điền vào đây. Ví dụ: nhưng người dân làng em chẳng chút lo lắng. À, chúng ta sẽ điền thêm vào như vậy. Thì tuy hạn hán kéo dài nhưng người dân làng em chẳng chút lo lắng. Vậy thì ta thấy là tuy hạn hán kéo dài, hạn hán kéo dài là một vế. Sau đó chủ ngữ là hạn hán, kéo dài là vị ngữ. Người dân làng em chẳng chút lo lắng là một câu, đúng không? Nó chính là một vế đấy. Làm câu đơn, nó là một vế. Thì người dân làng em là chủ ngữ, chẳng chút lo lắng là vị ngữ. Và tuy nhiên là một cặp từ chỉ quan hệ. B: nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng. Vậy chúng ta sẽ thêm một vế đằng trước vào, đúng không? Ở đây có nhưng rồi thì chúng ta thêm một cái vế đằng trước và có quan hệ từ tuy nữa để cho nó có một cặp quan hệ từ tuy nhưng để chỉ cái quan hệ tương phản này. Thì chúng ta sẽ dùng cái cặp quan hệ từ tuy nhưng. Vậy thì ta sẽ thêm vào là: tuy trời nhá nhem tối nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng. Phân tích ra ta thấy là tuy nhưng là một cặp từ chỉ quan hệ, ta khoanh vào. Trời nhá nhem tối là vế thứ nhất. Trong đó trời là chủ ngữ, nhá nhem tối là vị ngữ. Vế thứ hai,